Chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đi xem lễ hội hoa, nhưng lại bất ngờ gặp được triển lãm cây cảnh ở bên trong lễ hội đấy. Đây, khu này là khu ủy ban ở xã Phụng Công. Hôm nay đang hội chợ hoa cây cảnh. Thì vào cái khu vực này trưng bày rất nhiều cây cảnh như quý vị nhé. Và ở cái khu vực trung tâm này là một cái cây xanh rất to. Đấy, bóng tán rất đẹp quý vị nhỉ. Cây này đúng là đúng kiểu cây cổ ấy. Cây cổ của người làng Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đấy, nhìn cái bông tán của nó mê không. Đấy, có điều thân bẹ của nó thì hơi kỳ dị chút. Đấy, nó dị mấy cổ. Đây là cái khu trưng bày rất là nhiều cây cảnh cỡ đại, và có một cái khu trưng bày bonsai mini đây. Mình ghé qua mình quay cái khu vực này trước cho quý vị các bạn. Làng Phụng Công thì nổi tiếng với nghề trồng hoa cây cảnh rồi, nhưng mà trước cái nghề đó thì có nhiều người ta trồng bonsai đấy, cây cảnh bonsai. Giờ có vẻ là ít hơn rồi, tập trung trồng hoa nhiều hơn. Cây này một cây dối mini. Thực ra mình nhìn qua thì những cái khu trưng bày cây mini này thì nó cũng gọi là mang tính phong trào thôi. Thì đây là chủ yếu những cái cây của người làng Phụng Công. Đấy. Chứ còn Văn Giang, Hưng Yên thì cây cảnh bonsai rất là nhiều, nhiều cây cực kỳ giá trị rồi. Đấy, một cây hoa giấy mini văn nhân. Thêm cây dối nữa. Khá đẹp. Cây rất tự nhiên. Mình chỉ lướt qua những cái khu trưng bày này thôi. Ở đây có cây cẩm thị nữa này. Rất quái. Một cây dối mini trong một cái chậu quạt. Si búp đỏ. Mẹ ác hết kìa. Một cây dối khác. Quý vị và các bạn thì nếu có dịp thì đưa gia đình sang xem lễ hội hoa. Đấy. Tổ chức thường niên ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đấy. Thì tiện vào đây xem cây cảnh bonsai cũng rất hợp lý. Đấy, một cây khế bắc cầu khá đẹp. Có điều uốn tay cành thì nó vẫn mang cái nét tạo dáng kiểu truyền thống ngày xưa. Nhiều khi nó hơi khiên cưỡng tí. Một cây tường vi. Đấy, chỗ này có nhiều cây của nghệ nhân Phan Nhật.
Cây dưới này cũng rất đẹp. Đấy, một bộ tiểu cảnh từ những cái viên gốm. Tiểu cảnh nhà cổ từ hàng nghìn viên gốm. Đấy. Cũng có khoảng hơn 100 tác phẩm bonsai mini. Đấy. Còn lại thì những cái cây xanh cỡ đại ngoài kia cũng rất là nhiều. Rồi có khu cây phôi cũng nhiều nữa. Ở đây có một số cây xanh bê tay này. Thì trưng bày cây cảnh bonsai ở cái dịp này cũng là thường niên rồi, vì năm nào ở Phụng Công thì cũng có cái lễ hội hoa cây cảnh. Một cây du, một cây du song thu. Ở đây có một dãy cây mini. Đấy, có cả một cái bằng khen vinh danh nghệ nhân, nghệ nhân cây cảnh. Chắc là cụ cũng chơi lâu lâu rồi. Những cái cây này thì cái phong cách nó cũng cũ cũ. Một cây vọng cách này. Rồi. Lộc vâng, si xanh duế. Nó thành một cái bộ này chơi nó cũng hay hay. Cả một cây hoàng dương nữa. Đấy, nếu chơi thì chơi cả bộ này quý vị ạ. Ở nhà làm vài cái kệ vài tầng và chơi những cái cây như thế này cũng gọi là đam mê rồi. Video này thì mình chỉ quay một số những cái tác phẩm mà mini nhỏ nhỏ ở đây thôi. Để video sau mình quay những cái tác phẩm khác ở cái khu này. Thì cái quy mô của nó cũng không lớn đâu, nên là quý vị có điều kiện thì sang chơi và tham quan nhé. Xin chào quý vị và các bạn.